Cô gái không mặc nội y mà cứ thế đến nhà đại gia chơi. Bất ngờ một giọt máu trên mặt đất thu hút sự chú ý của cô. Người phụ nữ vội nhìn xuống đùi mình, quá đen đủi khi qua nhà đại gia chơi mà quên xem ngày dâu rụng. Không ngờ rằng sau vài giờ bên nhau khiến Annie miễn cưỡng tạm biệt anh ta, còn chủ động đến thăm phòng ngủ sang xịn mịn. Có lẽ nào là một trận huyết chiến không nhỉ? Quả nhiên, cánh cửa vừa đóng sầm lại, Annie đã hét lên thất thanh. Một lúc sau, Annie với đầu bù tóc rối chạy vội ra ngoài. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Chạy ngay đi. Thậm chí cô còn không dám ngừng khóc, càng không dám hú hét. Khó khăn lắm mới có thể trèo qua tường, bất ngờ lại bị lật người mà ngã nhào ra đất. Đột nhiên cánh cổng mở ra khiến em giật bắn mình. Đầu óc cô trống rỗng, ngoài suy nghĩ rằng chạy càng xa càng tốt, cô chạy đến nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, nhưng không ai chú ý đến cô. Trong cơn hoảng loạn, Annie vấp chân trái khiến cả thân đổ về trước. Dưới ánh đèn, tên đại gia đang đứng từ xa nhìn chăm chăm về phía cô. Annie chịu đựng cơn đau và đứng dậy lần nữa. Thật khó để tin rằng, một nơi rộng lớn như vậy lại không có lấy một bóng người giúp đỡ cô gái. Không lẽ ở nơi này, mọi người đều mất đi thính giác, phớt lờ mọi lời kêu cứu của Annie. Càng thêm hoảng loạn, cô không dám quay mặt về phía sau, cứ điên cuồng mà chạy về phía trước. Cô chạy với đôi chân mòn mỏi, cuối cùng cũng chạy đến thành phố. Cô cầu cứu người qua đường, nhờ họ báo cảnh sát, nói rằng bản thân bị tấn công. Nhưng khi Annie nói tên của người đàn ông giàu có, cảnh sát lật mặt ngay hơn người yêu cũ. Không những không tin mà còn tống Annie vào phòng giam, thậm chí còn buộc tội cô uống rượu và gây rối. Biết là vô lý nhưng rất khó để giải thích, cứ nghĩ rằng ở đây sẽ an toàn. Một giây sau, không ngờ tên đại gia biến thái đã mua chuộc cảnh sát. Có sự chống lưng của cảnh sát, hắn ta càng khiến Annie cảm thấy ghê tởm hơn. Ép Annie chơi trò chơi săn mồi với hắn, hứa rằng chỉ cần Annie trốn thoát tối hôm nay, hắn sẽ tha cho cô. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể lấy chơi trò sinh tử này. Đột nhiên tờ báo mất tích của người phụ nữ trên tường thu hút sự chú ý của cô. Không cần nghĩ, đây hẳn là những kiệt tác của giới nhà giàu. Vậy thì tăng thật rồi, bản thân đã khiêu khích một loại quái vật chạy bằng cơm. Nói gì thì nói cũng phải hỏi sếp để hiểu rõ vấn đề. Nghe thấy vậy, sếp yêu cầu Annie tránh xa ánh đèn sân khấu. Annie cũng không phải là một kẻ ngốc, khi sếp không để ý, cô liền lén lấy chiếc laptop của sếp và tìm kiếm thông tin. Bất ngờ phát hiện kỷ lục hợp tác giữa sếp và đại gia. Hóa ra cô chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ bị đưa vào chồng. Giờ thì tốt rồi, vừa ra khỏi hang cọp thì chui vào miệng sói. Vào lúc này, vợ của sếp bước vào, lấy khăn giấy ra và bảo Annie cần giữ sạch sẽ. Bà nói rằng tên đại gia sẽ lần theo vết máu mà tìm đến. Annie dùng mình khi nghe thấy vậy. Khi cô chuẩn bị bỏ chạy thì sếp của cô đã đứng phía sau. Chắc chắn rồi, chúng là đồng bọn. Đầu nhảy số, Annie lập tức chạy ra khỏi nhà. Sếp cũng theo sát cô. Vào thời khắc quan trọng, Annie chặn thành công một chiếc xe buýt, giúp cô thoát được một mạng. Nhưng lúc này, dâu lại rụng ồ ạt. Không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh. Nhưng vừa bước vào chưa bao lâu, khóa cửa bắt đầu rung lắc dữ dội. Vài phút sau lại không còn tiếng động gì, em mới dám bước ra ngoài và kiểm tra. Lại không ngờ hắn ta đã đứng đó. Thật sự rất khó để đề phòng, có lẽ lại là một trận no đòn nữa. Đến cả cơ hội phản kháng cô cũng không có. May mắn thay, một người qua đường đã nhìn thấy sự bất công và đến giúp đỡ. Nhưng cái nhìn từ người đàn ông giàu có khiến anh ta sợ hãi mà bỏ mặc cô. Cũng may là hắn ta đã đắc ý quá sớm. Annie tiếp tục chạy trốn, tên đại gia vẫn cứ chậm rãi bước đi như thể không giết nổi hắn. Đột nhiên Annie chợt nhớ rằng đối phương tìm kiếm bản thân qua vết máu. Lúc này cô chợt nảy ra một ý, đó là ném miếng khăn đẫm dâu rụng sang một bên và chạy ngược lại để trốn thoát. Quả nhiên cách này rất hữu ích. Lần này cô trốn vào một nhà thờ, nhưng hắn ta đã kịp đuổi đến. Lòng hắn nóng như lửa đốt khi biết bị cô chơi đều. Hắn tiễn linh mục lên bàn thờ trước và tiếp tục trò chơi đuổi bắt. May mắn thay, Annie đã nhanh chóng phản ứng. Không bỏ phí một giây phút nào, cô trốn vào con đường hầm. Sau đó dùng khăn lau sạch vết thương trên trán. Trong cái rủi có cái may, Annie tìm thấy đồ có mùi của người khác và mặc lên người. Lúc này cô vô tình nhìn thấy một thông báo mất tích. Trên đó có viết, nếu gặp nguy hiểm hãy liên hệ quý cô. Đến lúc này, Annie chỉ có thể liều một phen, gọi cho Didi và lao đến nơi ở của quý cô. Nhưng trời đã nắng lại còn có gió, vết thương trên trán cô lại rỉ máu. Chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, không thể không nói rằng, hào quang nhân vật chính thì khó mà dập tắt. Tuy có thể thoát khỏi tai nạn, không thể thoát khỏi sự tra tấn của kẻ có tiền. Ngay khi người đàn ông giàu có chuẩn bị cho Annie một nút đăng xuất, một con chó hung dữ xuất hiện và táp lấy hắn. Không ngờ hắn cũng có thứ phải sợ, và một chú chó đã trở thành vị cứu tinh của Annie. May mà có chú chó bảo vệ, Annie có một chuyến đi suôn sẻ, thành công đến nơi ở của đệ nhất phu nhân. Sau khi biết chuyện xảy ra với Annie, bà rất đau khổ. Hai người tính rằng sẽ dụ người đàn ông đến đây, vì vậy bà đã sử dụng Annie làm mồi nhử, thu hút người giàu lao vào cái bẫy đặt sẵn. Hắn ta dễ dàng chui vào bẫy. Ngay khi anh chuẩn bị thưởng thức Annie, những tiếng kính bị đập vỡ bất ngờ vang lên.